Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt hằng Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm mong Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiya Bi Budang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì Dutiya Bi Thầm mong Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì Tứ tí giảm bí sẵn khăn, sa ra ga cha mi, con em lòng thành kính sinh quy tăng lần thứ nhì. Tá tí giảm bí bù đăng, sa ra ga cha mi, con em lòng thành kính sinh quy Phật lần thứ ba. Tá tí giảm bí thầm măng, sa ra ga cha mi, con em lòng thành kính sinh quy Pháp lần thứ ba. Tá tí giảm bí sẵn khăn, sa ra ga cha mi, con em lòng thành kính sinh quy tăng lần thứ ba. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyaṃ bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti nhân bi thăm măng sa ra năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti nhân bi sân căng sa ra năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti văn bi bút thẳng sa ra năng gạch cha mi, con hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti văn bi thăm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti văn bi sân khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tuy Saranagaha năng Paripun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta, vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sát sanh.
Adina Dana Veramani Sakha Badang Sama Yami. Con xin vâng dự điều học là quy đánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Veramani Sakha Badang Sama Yami. Con xin vâng dự điều học là quy đánh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sakha Badang Sama Yami. Con xin vâng dự điều học là quy đánh xa sự nói dối. Sura Merayamachapama Dathana Veramani Sakha Badang Sama Yami. Con xin vâng dự điều học là quy đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati pata veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya mat chap pa ma ya tha na we ramani kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Imani manjasi khabadani sathukang katawa apmanidani chakalang sammarakitappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với những hành theo cho đến trọn đời chẳng nên vui vui. A ma phần tê dạ xin vâng. Silena sugatan yanti, silena fuga samada, silena niputan yanti, tasma silang viso. Thay về, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các tôi nên chư thiện tín và ráng thọ trì dễ lực chưa được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lạnh và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Thạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Thạnh. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn họ hầu vô sanh. Và cảm dân đã đề bái tâm bảo và thọ trì tâm quy và ngũ giới. Bây giờ đến giờ ôn bài. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức hướng dẫn cho chúng con, hàng Phật tử chúng con ôn bài. Và Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu. Và con cảm ơn Đại Đức và con kính dân mít đến Đại Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 217.
Si lada sana samban nang tham mat thang sắc cha về đi nang attano cam mắc cúp ba nang tăng cha no kuru te pi yang đủ giới đức chánh kiến trú pháp chứng chân lý tự làm công việc mình được quần chúng ái kính, là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan, là phổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Sila da sa na sam ban năng tham ma thang sát cha quê đi năng ata no cam ma cướp ba năng tăng cha no cô ru te pi yang sila da sa na sam ban năng tham ma thang sát tham ma thang sát cha quê đi năng ata no cam ma cướp ba năng tăng cha no cô ru te pi yang sila da sa na sam ban năng tham ma thang sát cha quê đi năng ata no cam ma cướp ba năng tăng cha no cô ru te pi yang. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Nhiên, cô tu nữ Nhân Pháp. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 217. Si la đá xá ná sầm bàn nằng thầm mát thần sắc cha quỳ đi nằng á ta nô cầm má cúc bà nằng tăng cha nô cú rú tề pí dằng. Sì lá đá xá ná sầm bàn nằng thầm mát thần sắc cha quỳ đi nằng á ta nô cầm má cúc bà nằng tăng cha nô cú rú tề pí dằng. Sì lá đá xá ná sầm bàn nằng thầm mát thần sắc cha quỳ đi nằng á ta nô cầm má cúc bà nằng tăng cha nô cú rú tề pí dằng. Đủ giới đức chánh kiến trú pháp chứng chân lý tự làm công việc được quần chúng ái kính, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Si la đá sa na sầm bàn năng thầm mát thần sắc cha quỳ đi năng á ta nô cầm ma cúc bà năng tăng cha nô cú rú tề pi dằng. Giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hạnh viên dung, làm công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan, bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ kính mời chị Hàng Đông. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Dạ con đến lễ chánh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính hành lễ đại đức Tuệ Đức, con kính hành lễ chị đại đức Tăng, con kính hành lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin đọc câu pháp cú số 217. Si la đát sa na sam ba ban nang tham ma tham sat cha ve di nang attano kamma ku pa nang tang cha no puru te bi yang. Si la tat sa nang sa na sam ba bang nang tham ma tham sat cha ve di nang atta no kama pupa nang tang cha no kutu te pi yang. Đủ giới đức chánh kiến trú pháp chứng chân lý tự làm
công việc mình. Quần chúng ấy đó là bản dịch của ngài ở Tịnh Châu. Giới trí đoạn lành, kiên trì pháp đạo hành, là trong cuối cùng trời người ái kính. Và của ngài và con đã đọc xong câu hấp cố 217, kính mời quý vị. Sa thú ạ, cảm ơn cô Lạc Lê. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được ôn bài câu pháp cú 217. Dạ cảm ơn cô Giảng Đông cho bài, cảm ơn cô Lạc Lê cho biết tín hiệu. Dạ con xin phép được ôn bài. Siladasanam sampanang thammatthang sacchaweddinang attano kammakuppanang tangcano kurute pijang. Siladasana sampanang thammatthang sắc cha huệ đi năng atano cầm makupa năng tăng cha yo chẳng tăng cha no kurute piyang. Con xin được đọc lại lần nữa. Siladasana samban năng thammatthang sawak sa chek huệ đi năng atano cầm makupa pa năng tăng cha no kurute piyang. Đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giới đức trí giác chọn lành, kiên chú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin phép được kể ạ. Sila da sa na sam ban nang tham mat tham sa cha we di nang atano kam ma kup pa nang tang cha no ku ru te pi yang. Sila da sa na sam ban nang thammat tham sa cha we di nang attano kam ma ku pa nang tang cha no ku ru te pi yang. Sila da sa na sam ban nang thammat tham sa cha we di nang attano kam ma ku pa nang tang cha no ku ru te pi yang. Đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giới đức trí giác chọn lành, kiên chú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong ạ, con xin được dâng mic đến người kế tiếp ạ. Dạ con xin cảm ơn cô Giảng Đông. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam thính nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh pháp cú số 217. Si la da sanasambanang thamma thang sat
cha quê đi năng át ta nô cầm mắc cấp ba năng tăng cha nô kuru tê bi yang di la đa cha na sam ban năng tham ma thăng sát cha quê đi năng Atano kamma kubba nang Tangchano kuru te piyang Sila datsana samban nang Thamman thang sát cha we di nang Atta no kamma kubba nang Tangcha no kuru te biyang. Trú giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Si la da sana sam ban nang tham mat thang sat cha we di nang atano kam makup ba nang tang chat no guru te bi yang. Giới đức trí giác ngộ, giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên ôn bài xong. Dạ, kính lễ cô Tham Ma Chari. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ, kính mời chị ạ. Sa thú, sa thú lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Bụt Thà, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sằng Khà, dạ con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ giáo pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài Pháp Cú số 217. Si la yat sa na sam ban nang tham mat thang sat cha we di nang at ta no kam ma kup ba nang tang cha no ku ru te pi yang. Si la yat sa na sam ban nang tham mat thang sat cha quê lý năng atano cầm má cúp ba năng tăng cha nô cú rú tê pí dân si lá giáp xá ná sầm ba năng thăm mát thăng sắc cha quê lý năng atano cầm má cúp ba năng tăng cha nô cú rú tê pí dân. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Giới đức giới đức trí giác trọn lành, kiên trú giáo pháp đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sư Trương Mai. Và mời chiếc. Dạ, con kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Con sư mai Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khà giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và con kính chào chư quý cận sự.
con xin đọc pháp cú 217. Sila dasa na na sampannang thamma thang sắc cha quê đi năng atano cầm măng cù ba năng tăng cha nô cù rú tệ pí dặn xì lá đá xá ná xâm ba năng thầm mát thăng sắc cha quê đi năng atano cầm măng cù ba năng tăng cha nô cù rú tệ pí dặn xì lá đá xá ná xâm ba năng thăm ma thăng sa cha quê đi năng a ta no cam ma cu ba năng tăng cha no cu ru te pi yang si la da sa na sam pa năng thăm ma thăng sa cha quê đi năng a ta no cam ma cu ba năng tăng cha no cu ru te pi yang đủ giới đức chánh kiến tru pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình được quần chúng ái kính và bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Giới đức tri giác trọn lành, kiên tru giáo pháp, đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng, trời người ái kính đón mừng hân hoan bản phổ thơ hòa thượng giới đức. Dạ, nay hình như không có huynh quách thanh á. Kính mời chị Rạng Đông nha. Dạ, kính mời chị Rạng Đông. Sương Mai đọc xong rồi. Dạ thưa, có ai cầm mic không ạ? Dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tuệ Viên. Thi Na ơi, chờ Như Pháp mà chào đạo tràng xong mời Thi Na ông bài nha. Như Pháp kính lễ tu nữ Thâm Ma Cha Rí. Như Pháp kính chào IQ em đó. Mến chào cô Rạng Đông, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ. Mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào cô Sương Mai, kính chào anh chị Phan Quang Niêm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào cô Tâm Hương và mến chào Thi Na. Thi Na chuẩn bị xong chưa? Có thể ông mày không thì xin đưa bàn tay của mình lên. Dạ, không biết còn vị nào trong đạo tràng chưa có ông mày thì dạ, Như Pháp kính mời. Dạ, sa thú mời Thi Na nha. Si la dasana sam panang tham mat tham sat chawe nang atano kam mat upa nang tang jano kuru te phi yang si la dasana sam panang tham mat tham sat chawe nang atano kam mat upa nang tang jano cúi đầu bị nặng đủ giới đức chánh kiến chú pháp chứng chân lý tự làm công việc mình được quần chúng ái kính xin lá nan sa đà sam ban nắng cảm ơn thân san
chào bế năng tăng tả lô khâm và cung thơ năng tăng cha nô cu nội tế bí nhân si lá đan sa na sam con năng tham văn tham sân chào bế đi năng an tăng lô khâm và cung ba năng tăng tả lô cu nội tế bí nhân giới đức trì giác đạo hành kiên kiên trụ giáo pháp đạo hành tiên dung làm xong công việc cuối cùng trời người ái kính đón mừng hôm qua của hòa thượng đấy. Dạ, tôi con đã đọc xong câu kính thì ông quý sư cũng làm câu thứ nữa và đọc chào. Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thi Na. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, không biết đạo tràng nghe âm thanh Thi Na có giống như như pháp nghe không quý vị? Như pháp nghe âm thanh thì hình như nó bị lắp á. Cô Rạng Đông có nghe giống vậy không ạ? À? Hay là tại bên cái nét của bên như pháp? Dạ, vậy là Thi Na ơi, có gì chỉnh lại nha Thi Na nha. Dạ, chỉnh lại âm thanh nghe nó lắp nó. Dạ con đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ nó lắp cắp á nên là chỉnh lại như pháp nhớ có lần nào Thi Na cũng lên vậy là nói là nó bị lắp bây giờ như pháp. À, mời Thi Na chạy lại coi nha, chạy lại cho rõ ràng hơn. Rồi mời Thi Na nha, tại mình còn giờ đó thượng tọa Tây Nguyên chưa vào đạo tràng nên mời Thi Na nha. Dạ, con xin phép được trận đọc lại bài. Dạ, thưa tôi có nghe không rõ không vậy? Dạ, câu đốc cú số 217. Si lá đá sá ná sám tán năng thăm mắt thăm sắc chá huê tí năng át tá nô căm mắt cúp ba năng tăng chá nô cú tê bí dân si lát át sát nát âm tan năng thăm mắt thăm sát châu hề tí năng át tá nụ thăm mắt cú tê năng tăng chân nụ cú rú tê bí dân đồng giới đức chẳng kiến chú pháp chứng chân lý tự làm công việc mình được quần chúng ấy chính của hòa thượng Thích Minh Châu. À, không biết tại sao nữa. Alo Thi Na, vậy là coi Thi Na coi lại máy nha, vẫn y như cũ. À, Thầy Tử Đức cũng chắc lên nè, Thượng Tọa Minh Hạnh cũng chắc lên, trong anh thanh y như cũ. Dạ. Dạ, mến chào cô Hoàng Nguyệt và vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin được ông bài câu khúc của kinh số 217. Dạ, trong khi chờ đợi Thượng Tọa Tại Quyền vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Thì Na, bây giờ Như Pháp mà ôn bài, xong mời Thi Na, mời Thi Na thử lại coi nha. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý cô. Dạ, con kính tri ân cô. Dạ, thưa nghe rõ thầy phải không? Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính tri ân Đại Đức Tệ Đức và con kính tri ân cô Trương Nữ Như Pháp. Dạ, con kính tri ân cô Đặng Đông. Dạ, bữa nay con xin phép làm lại một lần nữa. Dạ. Dạ, cho con xin bài thưa cô. Dạ, con kính thành lễ ba ngôi tam bảo, con xin phép được đọc lại. Si la das sa na sam pan nang tham mắt thân sách cha quê đi nằng ắt ta nô cầm mắt cúp ba nằng
tăng cha nô khu tề phi dân, đủ giới đức, chánh kiến, trú pháp, chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Si lan đan sa na sam ba năng, tham man thang san cha quê đi năng, an ta nô khám ma khúc ba năng, tăng cha nô khu tề phi dân. Si lan đan sa na sam ba năng, tham man thang san cha quê đi năng, an ta nu kham ma kum pa nang tam cha nu khu lu te phi yang. Giới đức, tri giác trọn lành, kiên trụ giáo pháp, đạo hành viên dung, làm xong công việc cuối cùng. Trời người ái kính đón mừng hân hoan. Hòa thượng giới đức, dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính gặp lại cho cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn Thiên Na. Nhà kêu Thiên Na đổi mít lợi để nghe thì Như Pháp trướng được trả bài. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tây Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, nãy giờ chúng con cũng cố tình kéo dài thời gian để chờ sư vào. Bây giờ sư đã vào rồi. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bạc các phúc kinh số 217. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông và Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý cô tu nữ và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài ca khúc kinh số 217. Dạ, bây giờ thì Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào đạo tràng rồi. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút tha sa. Hàng thiện tinh mãi mê rằng cảnh na nghiệp bơn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang à, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc à, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa kinh số 218. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thế là chúng ta đã xong cái ngày đại lễ rằm tháng tư Quy Sắc. Cũng một điều lạ, suốt cuộc tối qua chúng tôi
Thọ Đậu Đà. Từ sáng tới giờ cũng chưa ngủ được chất nào hết, mà giờ này nó cũng vẫn sợ tỉnh. Chắc có lẽ không biết tới khi nào đây. 14 xong ở buổi sáng làm ở lễ ở Quảng Yên, 15 qua Bủ Đức, rồi xong rồi. Cái rồi là tối về Sài Gòn, rồi tối về Quảng Yên bắt đầu tiếp tục lễ nữa, rồi tối khuya về Sài Gòn. Bây giờ sáng giờ thì giải quyết một số việc rồi ta cũng có ngủ được. Nhìn sơ vẫn thấy khỏe. Chúng tôi tưởng đâu là chiều này nó mệt rồi, nhưng điều sau cũng vẫn cảm thấy khỏe. Thì cũng mừng thì cũng để giảng cái câu pháp cú này. Thì trước nhất thì xin nghiêm tịnh theo cố ý để vào cái thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sang Khang Nam Ma Mỹ. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 218. Pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh thánh môn đầu dòng. Tế vi các ái tiêu vong những bậc như vậy, xứng dòng thượng lưu của Hòa Thượng Giới Đức là Phổ Thơ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái duyên sự này á, được Đức Phật ngài thuyết tại kỳ viên tịnh xá đề cập đến một vị đại chứng đắc, đại chứng đắc A-na-hàm. Thì tương truyền rằng á, một ngày nọ cấp đệ tử của thầy thì của vị tỳ kheo này mới bến hỏi sư phụ của mình á, ngài đã đắc chứng được cái quả đặc thù chưa. Thì vị ấy tự nghĩ quả bất lai thì hàng cư sĩ cũng có thể chứng đắc, vậy khi nào mà chứng đắc vô sanh ta sẽ nói chuyện với các đệ tử. Thì kính thưa quý vị, vì đang còn đắn đo e dè cho nên ngài không có nói gì cả. Và sau đó thì vị này mệnh chung thì chứng đắc A-na-hàm, mà vị ấy có thiền cho nên vị ấy sanh về cõi Tịnh Cư Thiên. Khi ấy các đệ tử mới rất là buồn rầu và đến để hỏi Đức Phật. Đi đến Đức Phật người vẫn còn thương khóc thương tiếc coi như là thầy của mình. Thì Đức Phật hỏi các thầy có chuyện gì mà lại đau buồn như thế. Thì bạch Thế Tôn, thầy tế độ của con đã mệnh chung. Này các thầy tỳ kheo, dầu các thầy, dầu các vị, chớ có nên sầu muộn nữa. Chúng sinh vẫn phải như thế. Nhưng chúng con đang thắc mắc không hiểu đạo sư, thầy tế độ của chúng con có chứng đắc được quả vị đặc thù nào chưa. Mà khi chúng con hỏi thầy hỏi sư phụ mình thì vị ấy không trả lời, và đến khi vị ấy mạng chung, cho nên chúng con cũng rất là buồn, không biết thầy mình sẽ sanh về đâu. Dạ, anh dễ dàng từ dựng sớm, bây giờ xin lỗi, đây giờ đã nói từ chúng tôi sẽ quên đi, bây giờ đã thuộc cái câu chuyện, thì thuộc câu chuyện luôn. Dạ. Thì Đức Phật ngài trả lời, này các tỳ kheo, chớ có nên buồn khổ, chớ có vì thầy của các ngươi đã chứng đắc A-na-hàm. Vì quả vị này đối với hàng cư sĩ cũng có thể chứng đắc được, cho nên vì vậy thầy các ngươi đợi khi nào chứng đắc A-la-hán rồi thầy các ngươi mới nói, thì Đức Phật biết được cái tâm tư
của thầy thì của vị của thầy tỳ kheo này như thế, cho nên người trả lời cho các thầy tỳ kheo đừng có lo buồn khi mà thầy mình bây giờ đây cần phải vui lên, bởi vì thầy mình đã sanh về cái cõi giới cao cả, đó là cõi ngũ tịnh cư. Thì người mà sanh về cõi đó xem như là đã thoát khỏi sự ràng buộc của ngũ trần, và thế là Đức Phật ngài nói lên câu kệ ngôn: ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng đáng bậc thượng lưu. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, giờ đây thì sau khi Đức Phật ngài nói như vậy, các thầy tỳ kheo rất là hoan hỷ, thọ trì cái lời học, lời dạy. Thì các thầy tỳ kheo đó cúi cái lời cái lời dạy của Phật, các vị đó chứng đắc thánh quả, có một số chứng đắc thánh quả. Dạ. Kính thưa quý vị, ở trong đây chúng ta thích nghĩa có những chữ, những từ hết sức là đặc biệt. Gọi cái gọi là đã sanh lên ước muốn hướng về nghĩa niết bàn. Pháp không thể, cái điều mà cái niết bàn này chúng ta không có thể định nghĩa một cách bình thường được, và có thể thể nhập, xem như là gần thể nhập, gần tới niết bàn, vậy ấy thoát khỏi cái trần cảnh đau khổ của dục giới. Cái câu đầu tiên chúng ta thấy chanh đá chô tô anakhate, từ cái chữ chanh đá cộng với cha tá có nghĩa là chanh đá có nghĩa là ước vọng hay ước muốn. Ở đây chính là cái pháp dục đó quý vị. Chính là một danh từ nam tính, ước muốn, ước nguyện, cộng với cái tự chữ cái gì? Cái chữ cha tá, đây là một quá khứ phân từ, cái căn chanh đã được sanh lên hay đã được khởi lên, với ước muốn đã được khởi lên. Chúng ta phải nhớ như vậy. Với cái ước muốn đã được khởi lên thì có nghĩa rằng do sự ước muốn nó mong mỏi làm phát sanh, để khát khao nó mãnh liệt. Cái chữ thứ hai anakhate, từ cái chữ anakhate tức là từ ngữ an cộng với akhata, và có tiếp đầu ngữ an tức là anát, anát tức là an, là một tiếp đầu ngữ không, ná hay là á hay là an thì nó cũng như vậy, cộng với akhata tức là căn kha cộng với tá, đây là một quá khứ phân từ đã được thoát ra từ tiếp đầu ngữ á, tức là a tức an cái chất tí đi về, và đây vậy anakhate có nghĩa là anakhate có nghĩa là đã hướng về, đã được thoát ra. Thì cái chữ kha là nói, cái chữ căn kha là có nghĩa là nói. Rồi chúng ta qua cái chữ thứ ba, chữ thứ hai manasa chaputo siya, và có thể nhập được bằng tâm. Cái chỗ này hay, thể nhập được bằng tâm. Manas là ý, tâm là ý, tâm phải thấm nhuần sung mãn ba cái đạo quả thấp. Tâm hay là thể nhập bằng tâm, từ cái chữ mana là danh từ trung tính, mà manasa là chia theo sử dụng cách, cho nên là bằng tâm hay do tâm, do ý. Còn cái chữ phú tô từ cái chữ căn pha, một quá khứ phân từ, đã thể nhập hay là đã được tràn đầy, đã được cảm xúc. Bữa nãy cái chữ cảm xúc thì chúng tôi
thấy hơi lạ, nhưng điều ở đây thì đọc qua cái câu này thì chúng ta thấy thích nghĩa, thì chúng ta mới thấy rất là đặc biệt. Đó chính là cái gì? Đã cảm xúc hay là được tràn đầy, đã được thể nhập. Qua cái câu cuối, Kamesucha Appati Bhattachitto, có tâm không bị trói buộc trong các dục. Có nghĩa rằng Appati Bhattachitto, Appathachitto từ cái chữ tiếp đầu ngữ cũng là không, và nó cộng với cái chữ Pati, cộng với Patha, cộng với Chitta, có nghĩa rằng Pati như hồi nãy đã hướng về từ cái căn Pat, có nghĩa là kết, và Chitta đây là một danh từ trung tính là tâm. Còn cái chữ Pati Patha cộng với Chitta, tâm còn dính mắc, hay đã bị dính mắc. Pati Patha là đã bị dính mắc. Cái câu thứ năm cuối cùng, Uttang So To Tế Quốc Cha Tí, được gọi là bậc thượng lưu hay là thánh thất bất lai. Uttang Na So, chữ Uttang, Buddha là một trạng từ, có nghĩa là trên hay là hướng về. Và cái chữ Buddha là hướng về, còn chữ Sô Tá là một danh từ trung tính, có nghĩa là dòng, tức là dòng sanh tử hay dòng thác lũ đó. Và cái chữ Vú Chất Tí, đây là một cái căn quá chát, được gọi, có nghĩa là cái chữ được gọi, ta được gọi là Bà La Môn, ta được gọi là cả người đã vượt qua bậc luân hay thánh quả. Thì đây là ý nghĩa, và cũng như duyên sự đã được trình bày, duyên sự và ý nghĩa thích nghĩa cũng đã được xong. Chúng tôi xin bắt đầu vào cái giải thích ý nghĩa. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái chữ chanh đá, ước muốn pháp ly ngôn. Cái pháp ly ngôn ở đây thì chúng ta thấy có nghĩa rằng cái pháp mà không có diễn tả bằng lời nói được, niết bàn không có diễn tả bằng lời nói, mà chính là tâm thực chứng. Không có thể nói cái người phàm phu có thể hiểu được niết bàn một cách rốt ráo, một cách đầy đủ, một cách viên mãn. Chúng ta nhớ như vậy, không thể định nghĩa, không thể hiểu niết bàn, bởi vì chúng ta chưa tới cảnh giới niết bàn. Một cái trạng thái định nghĩa niết bàn là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Niết bàn là không còn sanh tử khổ đau. Đó là chúng ta nói trên từ, trên lý, trên sự là như thế, theo dựa theo cái từ nghĩa của cái chữ niết bàn. Chữ niết bàn nó từ căn niết, gọi là pháp ly ngôn, tức là ngôn từ để mà diễn tả cho người khác đó. Người khác không hiểu, không hiểu biết một cách đầy đủ được. Bây giờ cái cảnh giới đó nó không thuộc về cảnh giới của các bậc thánh, nó không thuộc về cảnh giới của phàm phu chúng ta. Và cũng vậy, cảnh giới của các bậc hữu học cao mới thấy được các bậc, hoặc là ngang mới thấy được. Chứ còn mình phàm phu, mình nói thấy vị đó, cái vị đó đạo hạnh, thấy vị đó tịnh tu, thấy vị đó nhẹ nhàng, thấy vị đó oai nghi tới hạnh, chúng ta nghĩ rằng đó là vị Phật, thì cái điều này phải xét lại. Các ngài đạt được cái trạng thái tịch tịnh niết bàn, cho nên cái trạng thái vô ngôn, cho nên các ngài không hề bao giờ tự cao hay là nói đến cái gì là mình đã chứng đắc như thế này thế nọ. Cái điều đó nó không cần thiết, bởi vì các ngài an lạc trong pháp, trong cái pháp thiền của chính các ngài, hay là cái tầng quả của sơ nhị tam đạo quả của các vị.
mà những người á, chứng đắc á, thì không nói, mà những người không có chứng đắc thì người đó sẽ nói. Chúng ta nhớ, mà cái điều này nó rất là nguy hiểm. Quý vị biết trong cái giới luật của các thầy tỳ kheo á, cái đại giới mà ghê gớm nhất chính là phai pháp bậc cao nhân. Tự cho mình đại ngôn, mình cho rằng là mình chứng đắc các tầng thánh quả như thế này như thế nọ, ấy là một chuyện mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. À, quý vị nhớ nha, không thể chấp nhận được. Đối với các vị thánh thì các ngài không có nói đâu, mà các vị không thánh thì các vị sẽ nói. À, ta sẽ chứng đắc cái tầng thánh này đạo quả kia là chúng ta biết dởm, không có thật. Bởi vì khi các ngài đã tròn đủ, đã đầy đủ cái ba la mật, cái cảm xúc chúng ta ở đây trong cái từ gọi là cảm xúc, hay là cái sự viên mãn tương đối, là một tới đó là một cái sự đầy đủ đối với các bậc A-na-hàm. Bởi vì sau kiếp sống đó là các ngài niết bàn luôn, không còn nữa, tức là sanh về cõi giới đó xem như là đã thoát đi cái sanh tử khổ đau, bởi vì gọi là cõi tịnh cư, cái nơi cư trú của các bậc thánh. Và sau khi các ngài chứng đắc thánh đạo thánh quả và hết tuổi thọ niết bàn tại cái cõi ngũ tịnh cư đó luôn, thì trong tam giới này chúng ta đi vòng quanh, nhưng chúng ta không có đi, không có đi tới đó. Thì như chúng ta biết cái chuyện Abbatipat Thế Chích Tô, có nghĩa là tâm đã thoát khỏi cái sự ràng buộc, cái sự ái luyến, do vị ấy đã chứng được cái gì? Tần thánh Tam Bộ hay là A-na-hàm, Tu Đầu Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Mà chứng đắc được A-na-hàm đó là quý vị biết là tam quả tứ thiện. Chúng ta tu lơ tơ mơ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sanh về cái cõi tịnh cư, cái cõi Tây Phương, và cái cõi tịnh cư này nè, đó chính là vừa rồi về sau người ta mới thiết lập nên cõi Tây Phương. Rồi cõi Tây Phương bắt đầu cứ niệm Phật đi, và niệm Phật đặc biệt tức là niệm Phật Hồng Danh, Phật Di Đà, thì chúng ta sẽ làm được cái ngày phóng hào quang tới để mà đưa mình rước mình về đó, thì cái điều này phải xét lại. Lúc đó đó, giả sử như chúng ta niệm mà chúng ta có chứng đắc thánh đạo thánh quả chưa, chứng đắc tu tam quả tứ thiền chưa, thì nếu chúng ta chứng đắc được tam quả tứ thiền thì chúng ta mới sanh về cõi ta cõi ngũ tinh cư được. Còn nếu chúng ta không có chứng đắc cái đó thì chúng ta không có đi đâu hết. Và cái chuyện thứ hai nữa, người ta niệm cho mình nó không có cái tác dụng bằng chính mình niệm nó còn chưa có mạnh mẽ, đừng có nói chuyện người ta niệm tôi nhờ cái hồng danh đó. Thì cái đó chính là một cái nhờ cái tha lực, nhờ một cái này cái nọ, thì cái đó là từ cái duyên của chúng sinh. Nhất là quý vị mà tu theo cái tịnh độ đó, dạ, thì thôi, cái đó là từ duyên. Thì tâm quỷ ấy thoát đi, chúng ta nhớ cái pháp gọi là ly ngôn, không thể nói, quỷ ấy không tự nói lên, cũng như vị tỳ kheo này nè, biết rằng mình đã chứng đắc A-na-hàm, nhưng thôi để khi nào ta chứng đắc thánh đạo tứ quả thì ta sẽ nói cho các đệ tử. Thế là ngài không nói, đến khi mà chết thì các đệ tử mới là buồn rầu khóc lóc thở than và hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài xác định rõ. Thì chúng ta thấy cảnh giới của các vị A-na-hàm, các ngài về đó, thì sự thật ra về đó không phải là cái hưởng lạc, hưởng gì, hưởng được như thế này thế nọ gì cả, mà về đó chính là các ngài an lạc với cái niết bàn, trong cái trạng thái vô cầu vô dục, không có khổ đau, không có nhọc nhằn ở trong cuộc đời nữa, không có bị thân thọ tâm, xin lỗi, không có bị sắc thọ tưởng hành thức quẩn này nó làm cho ta đau khổ. Thì các ngài nhẹ nhàng, tâm của ngài nó được tịnh thanh, tâm của ngài nó được giải thoát, được tự do và được viên mãn, được tràn đầy đó. Đó cái chữ Abhatipatthichitto. Và cái
cái chỗ cuối cùng thì chúng ta thấy đó chính năm cổ tịnh cư là vô phiền, vô nhiệt, vô hiện, thiện kiến, sắc của cánh. Thì bây giờ vô phiền thiên thì ở nơi đó, ở nơi cả cảnh giới đó mà gọi là cánh nít thá đó, là gọi là thượng lưu bang nít bàn, thượng lưu bang nít bàn, tức là thần thánh tam quả ở nơi đó. Tất cả chúng ta tu, chúng ta phải nhớ một điều, cái sự tu tập của chính mình là một điều mà được đúc kết, được trải qua một cái sự quân tập ba la mật. Rồi á, chúng ta được cái sự khai thị, hay chúng ta được cái sự chỉ dạy của người thầy. Mà nếu như người thầy đó mà thánh đạo thánh quả hay là chỉ dạy của Phật, thì khai mở chúng ta nó rất là nhanh, nó rất là lẹ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta cũng phải tròn đủ. Chúng ta phải được viên mãn cái gì? Cái pháp độ ba la mật. Thì cái sự chứng đắc này như là một giọt nước tràn ly. Một giọt nước tràn ly đó có nghĩa là cái sự chuẩn bị, được một cái sự cận hành, được một sự thượng thứ, được một sự được cái sự bỏ bực, và được cái sự gô trô phu chuyển tộc. Đấy, ngay cái chỗ này, nếu theo dòng sanh của dòng tâm sanh của các vị chứng đắc thánh đạo thánh quả, chuyển tộc từ cái phàm tộc sang thánh tộc nha. Ghi nhớ nha, từ phàm sang thánh ngay cái sát na này, khi mà chấm dứt, tức là các ngài diệt được cái sân, cái dục, cái tham còn rất nhẹ, rất là vi tế, nhưng vẫn còn, nhưng rất là vi tế. Và ở ngay cái cõi giới, chính vì cõi giới của tịnh cư mới thoát khỏi mọi cái gì, còn cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi vị ngon, xúc lạc, cái đó, cái trần cảnh đó nó không có tác động đối với các ngài nữa. Tâm của các ngài luôn luôn an lạc trong thiền, luôn luôn an lạc trong niết bàn của tam đạo, tam quả tứ thiền, hay là thượng lưu bang bất hoàng, còn các tầng dưới là hạ lưu bang bất hoàng, đặc biệt tức là như là sutapatti dự luôn. Lũ đây tức là cái dòng chảy đó. Thì người mà sanh về cõi giới này xem như đã được viên mãn. Vì vậy chúng ta không dễ dàng mà chúng ta gọi là chúng ta tu tập, rồi chúng ta cho rằng mình chứng đắc như thế này, chứng đắc như thế kia. Quý vị biết ngày hôm nay ở trên mạng, hay là nhiều cái YouTube, cái hình ảnh này hay cái lời giảng kia được post lên trên mạng. Sự thật ra cái điều đó, khi chúng ta đọc, khi chúng ta nghe, mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp, thì chúng ta biết thật, chúng ta biết cái chuyện hư, đúng sai, chân chánh hay là hư ngụy, chúng ta hiểu hết, hiểu ngay. Không dễ dàng. Nhiều lần chúng ta thấy vị ấy nó như thế, thấy có một vị thiền sư, hay là một vị thầy đạo mạo nghiêm trang, mà chúng ta cho là hiền như ông Bụt vậy đó. Những điều chưa chắc vị ấy là thánh đâu. Cái sắc tâm hay là cái sắc pháp này, chúng ta thấy như vậy nhưng chưa chắc rằng nó đúng với cái hiện tâm của các vị. Và nếu như các vị đó có cái sự chứng đạt thánh đạo thánh quả, thì viên mãn mọi cái thiện pháp, viên mãn mọi cái quả vị thành tựu, do nhờ cái sự chứng đắc, do nhờ cái sự diệt trừ, do các pháp gì, kính thưa quý vị, do các pháp hữu vi, cho nên các vị đó còn được tồn tại. Ở đây nếu chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này sẽ rất là nhiều thứ,
như chúng ta thấy, chúng ta tu, chúng ta có được chút xíu à, mình yên vô chút xíu, mình tưởng đâu là mình hay, mình thôi, thì thật ra nó rất là nhẹ nhàng. Cũng như là thân khinh an, tâm khinh an. Rồi chúng ta cảm giác được một cái à, chúng ta được một cái cảm giác, tức là được một cái sự tốt đẹp, một được cái sự an vui, được một sự đầy đủ mà do cái sự tu tập này nó khởi sanh lên. Rồi chúng ta mới cho tự cho rằng à, như thế thì mình đã thành tựu, mình đã chứng đắc. Thì chẳng những không có thành tựu, không có chứng đắc, khi ngay khi đó dục tham nó khởi lên, vừa lòng khả ái thì khả lạc, nó phơi phới vô thân cái tâm này, tưởng đâu mình chắc là ông thần ông thánh gì rồi, chắc tự mình đã đi đến đích rồi. Nhưng sự thật ra chính cái đó là cái phiền não, chính cái đó là cái cản trở, chính cái đó là cái pháp cái nó che ngăn mà chúng ta không có thể nhìn thấy được. Không nhìn thấy được cái gì? Không nhìn thấy được cái ánh sáng của Niết Bàn. Lạ vậy đó. Không thể thấy được ánh sáng của Niết Bàn. Như chúng ta biết, bởi vì rất là nguy hiểm khi mà mình tu tập, nhất là thiền định, khi tâm kinh an, khi tâm kinh an, thì đó chính là khi mà tâm được yên tĩnh, thân xác này nó được nhẹ nhàng, thì thế tâm của chúng ta định hay niệm có một thời gian, thì chắc chắn là có những ấn chứng nó xuất hiện. Những ấn chứng xuất hiện đó chẳng hạn như là cảm thấy mát, hay cảm thấy nó phơi phới trong lòng. Nhưng những cái cảm giác đó, những cái cảm thọ đó chính là lạc thọ, hỷ thọ, đưa đến cái sự đau khổ, đưa đến cái sanh y, đưa đến cái chấp thú, chứ không phải là cái cảm giác đó. Mà chúng ta biết, nếu học hiểu được có kiến một phần là cái kiến thức Phật pháp, thì chúng ta biết à, thì ra cái này do chẳng qua là do cái thiền, hay là do cái chánh niệm tịnh, do cái chánh niệm chánh định của chúng ta. Rồi chúng ta yên ổn như vậy thì tự nhiên thân nó, tâm nó, thân nó nhẹ nhàng, tâm nó phơi phới, tâm nó cảm giác sự lạc thọ, hay cảm giác sự hỷ thọ mà chưa bao giờ chúng ta nhận được, chưa bao giờ chúng ta cảm thụ được nó, biết được nó. Cái sự tu tập mà để thành tựu quả vị giải thoát, nó không phải là một chuyện bình thường được. Thì chứng đắc gọi là Savakat Buddha, tức là Phật thính văn ấy, vì nghe mà hiểu biết, lý tứ đế giác ngộ. Nó thật sự đã là khó. Chứng đắc được thân kiến hoài nghi giới cấm thú, hạ phần kiết sử này, đã được chiến thắng như vậy đã là khó đối với các bậc tu đầu quần. Lọt vào dòng thánh không có bình thường được, bởi vì các ngài đã không còn rơi vào bốn đường ác đạo, không có một cái tà kiến, xa rời với cái lý chánh đạo đó, không xa rời với cái lý chánh đạo đó, là một sự tu tập vững chắc. Và thế là các ngài làm các công đức hay là tu tập thiền định đều được viên mãn, đều được tốt đẹp. Cũng vậy, tứ đại hàm cũng vậy, kính thưa quý vị. Còn cái sân, cái tham, nhưng nó rất nhẹ. Cái cả tu đầu quần cũng như cái tham, cái sân cũng rất nhẹ. Cái tham, cái sân này nó không làm nhân làm duyên để đưa đến các cái đường khổ. Đưa đến các đường khổ, tức là khổ đây, tức là bạn địa ngục, bạn sinh Atula ngạ quỷ, các ngài không có bị ảnh hưởng, mà không có bị dính vào như thế. Và cái tâm của vị thánh thứ đạo thứ quả, hay là cái tâm của vị tam đạo tam quả, nếu như ở cõi dục thì các ngài cũng hưởng lạc trong thiền định của cái tầng cõi dục giới này. Mà nếu như các ngài đã sanh về cõi của ngũ tịnh cư đó, một trong năm cõi đó, thì nó được phát huy cái gì, kính thưa quý vị? Ở đó tức là được viên mãn, về được đích, về được ngôi nhà. Nó viên mãn đến cái một quá trình mà chúng ta dũng cảm, một quá trình mà chúng ta phải chiến đấu, một cái quá trình mà chúng ta phải tạo tập, quân tập các công đức. Và cái điều mà chúng ta biết là quân tập đầy đủ công đức đó thì nó sẽ thành tựu. Một người tu nó rất là dễ, nhưng cũng rất là khó.
người tu đó được một cái sự gìn giữ giới luật, người tu đó biết được cái sự tầm cầu cái gì, tầm cầu cái sự ly dục đi ác bất thiện pháp, hay là vì ấy chuyên tu để làm gì, để nhằm đẩy lùi sát trừ, đội cái ánh sáng trí tuệ, rồi cái ánh sáng chánh niệm tỉnh giác vào, để không cho, để không cho các cái pháp cái như vậy đó, nó ngăn, nó che, nó ngăn lại cái nhìn của tâm thức, nó che lại cái nhìn của thân này, của tâm này. Một người tu nếu như mà cứ lơ lơ là tu cho qua ngày, chờ cho qua đời thì cái chuyện đó chúng ta miễn bàn. Một, tức là đổi cái bổn phận và trách nhiệm của một người tỷ kheo, tức là học pháp học hay là thực hành pháp hành. Nếu chúng ta không học thì chúng ta phải hành, mà muốn hành thì chúng ta phải nắm những yếu lý. Cái cách mà sự tu tập nó đó, chứ không phải là khi mình vui bắt đầu mình đánh mình tu cho nó gọi là có công đức à, cái điều đó chúng ta nói như vậy cái gieo duyên à, thì nghe nó quan hỷ, chứ nếu chúng ta tu tập thì chúng ta có công đức mình tu thật là nhiều, mình tu thật là cao, mình phải có cái gì, mình tu thật là lâu thì mình phải có những cái đổi thay cái tánh ý, lời nói, hành động, suy nghĩ và việc làm của chính mình. Tại sao như vậy? Đã được trải nghiệm, đã được kinh qua, đã được trời người tán thưởng. Chứ phải bây giờ tôi chứng cái này, tôi đắc cái kia, nói cho người nghe là không đúng. Quý vị biết, đối với một vị thánh thinh văn thì cũng phải tu tập Parami, tức là bờ kia, đạt đến bờ bên kia. Mà đạt đến bờ bên kia, được đạt đến bờ bên kia thì ấy phải cái gì? Dục cái, sân độc cái, hoài nghi cái, không thì cái và vô minh cái, được các vị đó đã được mở toan ra, đã được các vị mở toan ra. Còn người tu của chính mình á, nếu như chúng ta không tu á, thì cái tham ái, cái sân độc, cái si mê nó bao trùm, nó phủ bao đời luôn, nó cũng vẫn còn nguyên như vậy. Tu làm sao mà cuối cùng khi chúng ta chết, chúng ta có cái gì, chút gì để nhớ, để thương mà mang theo. Chứ còn nếu như chúng ta không có quan tâm, không có chú ý thì chúng ta chết, chúng ta không biết nó như thế nào nữa. Khi chúng ta rời bỏ cái cõi đời thì nó sẽ ra sao đây? Thì ngay lúc này chúng ta thực hành các thiện sự, xuyên qua cái gì? Qua pháp học, pháp hành, để chúng ta thực hiện, chúng ta có thành tựu trên cái lý của pháp thành. Không phải tự nhiên mà thoạt nhiên mà ngộ đạo thình lình đắc thành Phật, Phật quả vô sanh niết bàn, hay thoạt nhiên thình lình cái mình chứng đắc tam quả, rồi sau đó mình chết cái mình sanh về cõi của ngũ tình cư phát vậy. Mà phải nói rằng đối với một vị nào mà nhàm chán sanh tử, nhàm chán cuộc đời, nhàm chán cái vòng luân hồi nó vần xoay của tất cả chúng ta, mà nó được nuôi dưỡng do cơm nước, do vật thực, là do cái chính mình. Cho nên ở đây một người, nếu như chúng ta vào sơ cơ chúng ta tu thì chúng ta nên có một người chỉ dạy. Và chúng ta càng tu mà chúng ta càng ít nói, chúng ta càng tu mà chúng ta càng quay về chính mình nó nhiều hơn, là quan tâm tới tha nhân, những người xung quanh, đó mới những người thật tu. Còn cái miệng nam mô một bụng một bồ dao găm, cứ ngồi đây mà ngó xuyên, ngó xỏ, ngó xa, ngó gần, ngó trước, ngó sau, thì cái thú vị đó chính là cái phóng vật nó ngự trị trong tâm, là sẽ không thành tựu, sẽ không thành tựu được như ý nguyện của mình. Và kính thưa quý vị, đây chính là nói đến thế giới bất của các bậc thánh, của các bậc thánh mà cõi A Na Hàm này diệt trừ sân một cách tuyệt đối, và thế là đã được các ngài. Chỉ còn một bước nữa, bước thứ nhất sang bước thứ hai là tứ quả. Bước thứ nhất đó là thí dụ như bây giờ là sơ đạo, qua cái thứ hai là sơ đạo, thì nó sơ quả tức thời,
Nhưng người phải có một phước duyên đầy đủ và lớn lao. Khi chúng ta đọc, chúng ta nghĩ, à, nếu như vậy là sơ nhị tam tứ đạo, sơ nhị tam tứ quả. Nhưng từng cái tầng thánh đó là phải được tu tập với tầng thánh đó. Cần phải được thọ trì, cần phải được mài dũa, rèn luyện thì nó mới được tốt. Thì 10 pháp ba la mật đó chính là những cái liều thuốc hay những cái tâm được bình yên, được tốt đẹp. Cái tâm được bình yên, cái tâm được tốt đẹp mà là cái tâm đó không khởi sanh lên thiện ác. Xin nhắc lại, đối với các bậc thánh tứ, các bậc thánh ở cõi trời ngũ tình cư, các ngài hưởng lạc trong thiền, và đặc biệt tức là hưởng lạc cái mà gọi là anagami, tức là được vững chắc hay là được đầy đủ, được thành tựu do thiền chứng đưa sanh về đó, và do cái sự chấm dứt các sanh hữu lậu hoặc ở cái kiếp thứ hai, các ngày ngay kiếp đó các ngày chết rồi, các ngày dịch tịch diệt luôn. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay có đôi điều xin trình bày qua cái câu pháp cú số 218 là như thế. Nếu có điều xin sẽ tất tiện ngưỡng mong chư tôn đức tăng quý tôn đô cùng chư Phật tử quan hệ cho. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin chấm dứt thời gian trước nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phật lành được Đức Trời Địa Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chân linh, chắc linh, chí linh ở tại chùa Đức Trường Quảng Nghiêm, xin tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong cho tất cả quý vị luôn luôn có nhiều cái tính tinh cần, cái tính tinh cần, cái tính hướng nguyện để giải thoát ở hôm nay và cũng như ở ngoài sau, ở ngày sau. Mong tất cả chúng ta luôn luôn có sự tu tập để chúng ta diệt trừ phiền não, mở ra những cái cửa mà của các pháp cái nó ngăn che, để chúng ta tu tập, để chúng ta thực nghiệm, để chúng ta thực hành đến sự chấm dứt sanh tử đau khổ hôm nay và cũng như ở ngày sau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị là vậy. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Huyền đã giảng bài học ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Huyền. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba buddha anupavena sada sate bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sate bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba sangha anupavena sada sate bhavantu te. Các hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Huyền, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp.
Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngự cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp